Trong số hơn 100 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2020 được công ty Than Dương Huy TKV tuyên dương tại khách sạn Hải Yến hôm 6 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý đến thợ mỏ Đào Minh Thời bởi số lần phủ sóng dày đặc của anh trên sân khấu. Đào Minh Thời là công nhân kỹ thuật đào chống lò thuộc phân xưởng Đào Lò 1, được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác giai đoạn 2018-2019, được Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen là cá nhân điển hình tiên tiến năm 2020. Đào Minh Thời cũng là công nhân lò có mức thu nhập hơn 350 triệu đồng trên năm và là thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn tại Hội thi Thợ giỏi Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam năm 2020. Mười năm năm làm thợ mỏ, nhưng Thời chỉ có hơn một năm làm thợ khai thác than lò chợ, còn lại là thâm niên làm thợ đào chống lò. 15 năm đã có những giai đoạn khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, nhưng rồi Thời vẫn vững vàng trụ lại với nghề. Chỉ sau 2 năm theo nghề, Đào Minh Thời đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao cho làm cương trưởng. Không chỉ siêng năng, cẩn thận, Thời còn rất nhanh nhẹn, tự tin, có thể nói là khá thông minh. Kỹ thuật đào lò cơ bản như khoan nổ mìn, khao cậy om, tháo vỉ cũ lắp vỉ mới, hay công nghệ đào lò mới như chống neo, vận hành máy khoan, máy xúc, Thời đều học rất nhanh, nắm rất vững. Trong quá trình làm việc, cũng rất chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ lớp đàn anh, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu để có cách làm hay hơn, sáng tạo hơn. Đôi khi, đó chỉ là sự thay đổi nhỏ, cải tiến một chút, nhưng công việc thuận lợi hơn, trôi nhanh hơn. Đó cũng là cách làm tăng năng suất lao động của nhóm thợ mà Thời quản lý. Vậy nên, có những ca đào lò trong than, nhóm có thể đi hết 3 vỉ với tiết diện 11-13m², hoặc 2 vỉ của lò đá với tiết diện lớn hơn. Thì anh Thời là trong cái công việc là anh là người trẻ nhất trong tổ, mà anh là người gương trưởng, rất là nhiệt tình trong công việc. Trong những lúc có cái tình huống mà anh cũng là rất là nhạy cảm. Trong cái công việc hàng ngày hàng ca thì anh em trong tổ là cũng đạt được cái ngày công, gọi cũng ngày công cao, và năng suất thì trong phân xưởng là lúc nào cũng đứng đầu. Thế là phần thứ hai nữa là trong công việc anh cũng năng động, và nhất là những người trẻ là anh cũng có cái điều mong muốn là anh em là làm là trong công việc là an toàn là trên hết. Hai nữa là trong công việc là anh ấy đều cũng nhiều nhắc nhở anh em là làm nhiều, hoàn thành trong kế hoạch của phân xưởng. Có kiến thức về nghề, luôn rèn luyện kỹ năng làm nghề trong thực tế sản xuất, nên không khó hiểu khi Đào Minh Thời trở thành thợ giỏi xuất sắc của Than Dương Huy ở nhóm nghề đào chống lò. Đã từng một lần lỡ hẹn với danh hiệu thợ giỏi vào năm 2014, bởi khi đó còn thiếu cả kinh nghiệm và tay nghề. Nên năm 2020, anh quyết tâm dành thời gian tâm huyết để ôn lý thuyết, luyện tay nghề cho hội thi thợ giỏi. Đối với anh, danh hiệu thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn là một vinh dự lớn, sẽ đi theo suốt cuộc đời một người thợ mỏ, nên anh xác định sẽ luôn học hỏi, rèn luyện để xứng đáng và để có thể mãi mãi tự hào với danh hiệu đó. Trong công việc, anh luôn luôn hăng hái nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc. Chúng tôi luôn tin tưởng anh Thời và luôn giao anh Thời vào những vị trí khó khăn để giải quyết những tháo gỡ những cái việc ách tắc khó khăn trong công việc. Do vậy đã giải quyết được cái việc mà ách tắc trong ca sản xuất, góp phần vào hoàn thành cái nhiệm vụ kế hoạch của giám đốc công ty giao cho đơn vị. Xin cảm ơn. Gần 20 năm sống và làm việc ở thành phố công nghiệp Cẩm Phả, nhưng Đào Minh Thời vẫn giữ rất nguyên vẹn bản tính thuần hậu, chân thật của một người con quê lúa Thái Bình. Những nỗ lực cố gắng và sự phấn đấu không mệt mỏi của anh cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tôi làm việc tại công ty Than Dương Huy đến nay đã được 15 năm. Đối với công việc hiện tại thì tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc và mức lương thu nhập.
Công ty Than Dương Huy thì mỗi ngày đang từng bước đổi mới. Chính vì vậy mà anh em công nhân chúng tôi cũng luôn luôn học tập và rèn luyện để tiếp cận dần với nâng cao trình độ, rồi tiếp cận dần với những cái công nghệ và công nghệ hiện đại công ty trang bị cho đơn vị để anh em chúng tôi tiếp cận một cách hiệu quả và an toàn. Có công việc ổn định với tay nghề giỏi, tuy vất vả nhưng thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra, nên Thời đã mua được nhà, mang theo vợ và hai con nhỏ ra Cẩm Phả an cư lập nghiệp. Thời chia sẻ, nghề lò mang đến cho em nhiều thứ lắm chị ạ. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, em cảm thấy mình may mắn đã lựa chọn đúng nghề nghiệp, phù hợp với năng lực sở trường. Ngành than là ngành duy nhất trao cho người lao động của mình danh hiệu thợ mỏ vẻ vang. Điều đó thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của họ sau nhiều năm làm việc trong môi trường đặc thù dưới lòng đất. Ngành than trở thành ngành công nghiệp vẻ vang, cũng bởi trong mỗi giai đoạn phát triển, dù thăng hay trầm, vẫn luôn luôn có được những thế hệ thợ mỏ xuất sắc, hiểu nghề, giỏi nghề, yêu nghề. Và Đào Minh Thời là một người thợ mỏ như thế.